You don't think? Tiếng ơi quýnh hoài cực em cực ăn nữa đó, mở lên đỏ chắc luôn thiệt có phải không mà mình phải video không này lấy tiếng luôn mà đồ video nhìn ra đâu một lần rồi ngoài cái đâu thấy đâu vô tài các ông hồi xưa 12 năm trước em cứ từng quất ổng rồi bây giờ quất nữa mà 12 năm trước là quất từ phía sau đúng không sản luôn đánh ra sản luôn tại sao Quynh lại để cho cái Quynh ấy quýnh tỷ của mụi có chuyện gì đâu bức quá mình ngồi xuống thương lượng thôi mà tỷ mụi đã tét kháng làm sao không thể nào như vậy được năm mươi xong lấy hơi lên luôn không? Tự tới chiều luôn ngồi 51 rồi. Ngồi đổ ngồi. Cái gì vậy? Chưa đủ 50 chưa đủ 50. Trời gì 50 thiệt cái trời. Một cái cà phê mà không phải bia rượu đâu mà đó. Nghe nó đi. Bia còn trăm trăm. Nó thay thay đấy thôi. Thay cà phê. Uống cà phê cũng bia giúp cái 50 giúp cái 50. Em nghe nói em đóng cảnh 18 tuổi luôn hả? Đúng gì em nghe đồn vậy. Phải không? Được. Để phiền phít. Để phiền phít chứ đã. Trời ơi em toàn khỏi lo đi. Em đóng toàn học sinh không à. Giờ đây là phân đoạn lùa bò. Đang quay thì đàn bò đang chạy tới. Trời ơi. Trời ơi chung. Trời màu đỏ màu đậm ghê không kìa. Hay quá anh Trung ơi. Bò đã chạy. Cái cầu này là để cho bò qua đó. Đúng vòng đi về gặp công an hôm nay tới thận chơi. Lại suy nghĩ là hẳn ấy nè, hẳn chạy. Thuận lại các suy nghĩ này. Tập thử đi nào. Rồi tập tập đi khách. Đâu Khánh có khả năng khiêng được thêm 10 tét nữa cho nên yên tâm. Cái khăn nó khổ. Em thấy trời nó chưa lắm. Anh hả? Em thấy nó thấy chưa đã đúng không? Chưa, chưa, chưa đã. Chưa đã lắm quay lại Minh Huy ẩm. Cái là dũng văn lên đi 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 Tôi
chưa có xong lòng tao còn quay lại gặp mày đó. Anh Tư dạ chưa mà. Thằng Đạt chưa tới mà. Ủa ông Tư chưa mà. Đâu đâu ông Tư rồi đó là em đâu biết gì đâu, muốn ai có khi nào mà theo dõi tức là đó. Ép vô á thì thánh nó sẽ tăng cái tiết tấu lên là chưa kịp trả lời luôn mà. Ông nhưng mà anh phải trả lời để cho ông Vũ ông nhất thì nó mới đúng tiết tấu. Quên rồi. Quên đó. Quên cái gì vậy? Cả một đời nó quên mày rồi. Còn làm gì chứ? Hôm nay tao sẽ chọn phải trả gì á. Trời ơi, Dương đã biết lỗi của mình rồi. Không phải là Dương đã nhận hết tất cả những sai lầm của mình rồi sao? Ngồi lại nói chuyện với con. Ông nhất ngồi đi. Tại sai? Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Mày quên. Té thay cho mình đó. Bây giờ đổ máu mình nằm vô thôi nè. Cái này đóng phim nó kêu là số hưởng đó. Ý, sao nó chảy xuống, xuống lưng quá vậy? Rồi nha, quay ha. Rồi, tất cả chuẩn bị. Rồi, xin cảm ơn, xin hiện trường em tặng giùm, cảm ơn. Máy. Rồi, xin hiện trường mình im lặng nha, cảm ơn. Diệp. Không sao. Diệp cái gì? Đi ra.